Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đường Yên ngày càng thua kém Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Angela Baby. Vì sao lại thế? Theo trang QQ, hiện tại dàn tiểu hoa 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc gồm Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Angela Baby và Đường Yên. Tuy nhiên, những tiểu hoa này bắt đầu có sự phân hóa về danh tiếng, địa vị trong giới giải trí, từ đó có cơ hội tài nguyên phim ảnh của họ nhận được rất khác biệt. Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều phim truyền hình chính kịch để thể hiện tài năng, tranh giải thưởng, nâng cao địa vị trong giới giải trí. Lưu Diệc Phi có tác phẩm nổi tiếng quốc tế, Dương Mịch phát triển toàn diện nhiều mạng, từ phim ảnh đến game show, tên tuổi phủ sóng rộng khắp. Angela Baby cũng cực kỳ đắt show giải trí, chụp ảnh thời trang, quảng bá sự kiện, thì Đường Yên lại nằm trong nhóm thụt lùi, sự nghiệp chững lại. QQ cho biết, Đường Yên sinh năm 1983 nhưng nổi tiếng cùng thời với Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi nhiều loạt phim Tiên Kiếm 3, Hiên Viên Kiếm. Do đó, cô được xếp cùng nhóm Tiểu Hoa Đàn sinh sau năm 1985. Đây là lứa diễn viên 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc, có sức ảnh hưởng mạnh. Trong đó, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là thần tiên tị tị, Dương Mịch là nữ vương mang hàng, Triệu Lệ Dĩnh là nữ hoàng phim truyền hình. Đường Yên cũng có thời gian được các nhà sản xuất săn đón sau thành công của các tác phẩm truyền hình như Bên Nhau Trọn Đời, Loạn Thế Giai Nhân năm 2012, Nữ Đặc Công X 2013, Người Tình Kim Cương 2015, Cẩm Tố Vị Ương 2016. Năm 2015, Đường Yên xếp thứ 20 trong danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất Trung Quốc của Forbes. Danh tiếng của Đường Yên còn thể hiện ở việc nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị, là gương mặt trang bìa của các tạp chí lớn. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, danh tiếng và sự nghiệp của Đường Yên tụt dốc nhiều, đặc biệt là khi so với các minh tinh đồng lứa. Trở lại giới giải trí từ tháng 8 năm 2020, Đường Yên chỉ nhận được vai phụ trong phim truyền hình Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Theo Sina, lý do sự nghiệp Đường Yên chững lại chính là 3 tác phẩm gần đây của cô thất bại liên tiếp khi các nhà sản xuất xa lánh. Trong đó, bộ phim Yến Vân Đài ra mắt năm 2020 chỉ nhận được 4,6 trên 10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban. Phim của chị thu hút 30.000 lượt đánh giá, con số thua cả những bộ phim chiếu mạng do diễn viên trẻ ít tiếng tăm thể hiện. Ngoài ra, tác phẩm Thời Gian Đều Biết ra mắt năm 2019 đạt 5,2 trên 10 điểm với 16.000 lượt đánh giá. Quy Khứ Lai phát sóng năm 2018 nhận được 5,4 trên 10 điểm với 20.000 lượt đánh giá. Trong Yến Vân Đài, diễn xuất của Đường Yên bị QQ đánh giá 1000 bài một điệu, độc khuôn trong mọi cảm xúc, biến thân nữ diễn viên, mạnh mẽ thành cô gái ngây ngô, ngang ngược. QQ cũng chỉ ra diễn xuất của Đường Yên không có nhiều tiến bộ. Các biểu cảm như tức giận, lo lắng của cô hầu hết đều được thể hiện bằng cách bặm môi, trợn mắt. Theo Sohu, sự thất bại của Yến Vân Đài đã đánh Đường Yên rất khỏi dàn sao hạng A. Việc nữ diễn viên chấp nhận diện được phụ trong dự án Phồn Hoa cũng bị đánh giá là bước thụt lùi trong sự nghiệp, bởi Phồn Hoa là dự án lớn, nhưng trước đó Đường Yên đều nhận vai nữ chính. Song hiện nay nhà sản xuất của phim không tin tưởng vào năng lực của cô nên không thể giao vai chính cho Đường Yên. Nguyên nhân thứ hai chính là Đường Yên không chịu rũ bỏ hình tượng thiếu nữ trong sáng, thanh thuần. Đúng là diễn viên giữ được ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, song thực tế cô đã sắp bước sang tuổi 40, không thể đóng mại những vai thiếu nữ đôi mươi. Trong khi đó, diễn xuất của Đường Yên lại khó đảm nhiệm các vai diễn của chiều sâu nội tâm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi Đường Yên đã 38 tuổi và sinh con nhưng vẫn theo đuổi phong cách thiếu nữ, đồng thời diễn xuất của người đẹp nhiều năm không cải thiện. Cô biến mọi nhân vật thành chính bản thân mình, ngọt ngào, ngây thơ như một nàng công chúa. Đường Yên năm nay đã 39 tuổi. Một năm nữa cô ấy bước sang tuổi 40. Chẳng lẽ cô ấy diễn mại nhân vật đang dạng hoàn hảo đến mức vô lý hay sao? QQ viết, do đó các khán giả không hứng thú với các tác phẩm của nữ diễn viên. Hiện tại trong lứa diễn viên sinh sau năm 85, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh có 2 tác phẩm truyền hình chờ chiếu. Lưu Diệc Phi vừa kết thúc quá trình quay tác phẩm Mộng Hoa Lục. Các minh tinh này đều được nhà sản xuất, đạo diễn săn đón. Chỉ Đường Yên không có dự án mới, vì vậy trong thời gian tới cô không có tác phẩm nào để cạnh tranh với đồng nghiệp cùng lứa. Sina cho biết thêm, không chỉ danh tiếng của Đường Yên tụt dốc mà sự nghiệp của đàn em Trần Ngọc Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Trước đó, Đường Yên còn thành lập công ty giải trí riêng, tập trung lăng xê nữ diễn viên Trần Ngọc Kỳ. Tuy nhiên, khi chính Đường Yên cũng không thể tìm kiếm các dự án tốt cho mình, cơ hội của Trần Ngọc Kỳ càng bị thu hẹp. Hiện nay, Đường Yên chủ yếu tham gia các sự kiện thương mại, cô chỉ gây chú ý khi đề cập đến cuộc sống gia đình và hình ảnh con gái nhỏ. Do đó, theo Sina, Đường Yên đang tìm các chương trình giải trí phù hợp để tham gia, nâng cao danh tiếng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.